chưa từng thấy cái loại chanh nào mà phức tạp như chanh gạo này luôn á. Nhưng rõ là nó đẹp, nó bền, hơn 2 năm rồi, chốc nó có vài hộp à, còn như vẫn đẹp bình thường. Đúng là nó đẹp thiệt đó, nhưng mà gan gạo hơi bất công xíu nha. Chị thấy chỗ này còn thiếu nè. Ngáo ơi, con gan gạo màu đậm đậm lên nha. Trời ơi, mấy này dễ gì ơi. Hồi đó em gan gạo là bức chanh nó chứ đâu. Đâu? Đây. Nà đi. Bể cái bếp luôn rồi. Ai da, cái thằng ngập địch này. Có thực sự là mình biết cá banh luôn vậy? Em lỡ chưa? Nói vậy mày cũng giả lại được nữa. Điêu đây gan gạo cho anh mày. Thôi nghỉ chơi đi, nhớ giả đi. Không biết đâu gạo nữa. Chị bắt em ngồi đây gan gạo. Làm lẹ đi, cằn nhằn hoài. Có chơi thì có chèo. Chị Thảo đem gạo đi. Nhà ngáo. Rồi đó, gan đều tay nha mày. Mình với bé heo đã vệ sinh xong cái khung chanh nè các bạn. Sạch sẽ trong suốt chưa? Thảo, đưa anh bức chanh gạo em. Anh Vinh ơi, thằng đô thì nó báo quá à. Hồi nãy nó đáp anh làm sao? Đố nguyên cháo gạo, giờ chưa làm xong luôn nè. Đúng rồi đó anh. Đô à. Dạ. Em đáp anh cái kiểu gì kỳ vậy em? Dạ, em lỡ chân. Thôi lẹ thôi. Bấm cái bức chanh gạo này vô đây giúp anh Vinh cái đi Thảo ơi. Dạ. Khoe với các bạn. Cái clip làm chanh gạo Goku đã được 9 triệu view rồi nha. Mấy đứa ngày hôm nay cùng anh làm thêm bức chanh gạo khổng lồ nữa coi. Héo. Bữa cả team mình làm của mình thằng Goku nè, mất hết nguyên ngày trời. Giờ anh đưa tấm mình hơn 10 thành viên, làm chắc hơn nửa tháng mới xong quá. Hôm bữa mới có 5 ngày không ra clip là fan đã vô comment phàn nàn rồi. Cái bức chanh này làm cỡ nửa tháng đó. Chắc tới lúc đó fan kéo tới nhà anh Vinh quậy luôn quá. Trời đất ơi, em làm nghệ thuật, em làm chanh mà em đòi nhanh. Có anh. Em biết cái loại chanh này làm vài tiếng là xong mà đẹp lắm nha. Ê, đừng có nói cái chanh thiêu hôm bữa mày khoe với tao nha. Đó đó, thấy đẹp không? Ôi, cái chanh nó cũng đẹp á. Chanh thiêu hả? Dạ. Mấy đứa chịu làm chanh thiêu không? À, hôm bữa em mua chanh thiêu đó đâu đó, giờ mua giúp anh Vinh 5 bức đi. Dạ. Tiền anh Vinh. Ngáo, lấy tiền ra đi mua. Coi kìa, bình thường anh Vinh vẫn đi ăn, giờ anh mượn có mấy nghìn mua chanh à, mà nhăn. Mấy nghìn hồi nào? Lần nào cũng mượn mấy trăm ngàn hết trơn á. Nè mày. Rồi không chia đổi nhau hay là muốn rồi. Rồi xong chưa? Rồi. Là nhóm đó ba bạn đó phải không? Dạ. Vậy Thanh đi mua chanh đi, còn mấy bạn còn lại về cho nhà anh nha. Vô nhà anh đi. Cho nó mát. Vô nhà đi. Vô đây cho nó mát dữ quá trời. Rồi chia chanh cho từng đội nha. Tay nha, thì em theo cái nền cho anh đây. Dạ. Còn nhiêu lần đô la hết á. Ủa mà anh ở đây làm cái gì? Thì em theo cái gì nè em? Trời đất ơi, chi gì kiểu này, chi nó nhà ngủ không đi. Chứ tới đây có phụ giúp được cái gì đâu. Tầm bậy. Hôm nay là ngày lãnh lương, sao dám mặt anh được. Thôi, lãnh chiêu gì là thay đó nha. Dạ. À, đô nhỏ nè, em theo cái gì đi. Còn tiền thì em theo đi trà sữa. Dạ. Còn nhiêu để anh lọt ra. Rồi, giờ lấy kim chỉ ra theo đi mấy anh chị. Để anh bưng cái này qua bánh. Ê Ngọc, cái bức tranh này cái khuôn với cái hình viên ở chung màu vàng giống cái màu áo của nè. Ê, để mở cái này ra thử coi. Ủa, chỉ gì sao nó giống không gọn dữ ta. Trời, sao cái kim này nó bự dữ ta. Là cái này á, hồi như cái viền dưới hay sao Ngọc. Cái này là mình phải theo ở cuối. Giờ mình theo cái viền đầu tiên. Chút xíu mình theo mấy chi tiết khác lên là chị em tiêu cái viền rồi sao, phải không? Đó, bạn hướng dẫn ta cũng kêu mình theo cái nền đầu tiên này thấy không? Quá nhớ sướng, cái khung tranh màu hồng luôn nè. Ok, anh Vinh kêu mình theo chứ ok làm gì trời. Nhóc tử tiếng Anh cho không theo, chứ ok. Hôm qua em hứa hẹn chậm được. Hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ. Hôm nay câu chia tay em nói nghe ngược. Ok.
Đây thì sao với em? Bên đây nè. Rồi. Anh nhắc đi bên đây luôn nha. Biết rồi. Bà đâm nhẹ nhẹ thôi. Quê chưa? Người ta có để ý tới mình đâu. Thôi làm đi. Thôi làm rồi. Anh Thanh, cái loại chanh này thiêu sao vậy? Còn tiếng tạo không ạ? À? Đưa đây em coi. Hảo xỉn xìa hào sủa to to. Cái gì mà có chữ sủa nữa? Hảo xỉn sẵn mơ gấu dâu. Là sao? Là thiêu con gấu dâu đó. Trời ơi, ai mà không biết thiêu con gấu dâu. Cái hình trên đây nè, nãy giờ mất thời gian ngồi nghe thiệt chứ. Này là tiếng gì? Tiếng tạo. Thì nãy giờ anh đọc tiếng tạo đó. Tào lao thì có. Ở trong đây có miếng giấy gì nè, mở ra coi có hiểu không? Tiên là làm cái nền trước nè, làm cái đầu, rồi cái thân, rồi từ từ làm cái bụng sau nè. Em làm phường. Dạ. Một cây. Hai cây. Cái này mà thiếu gì, phải gọi là chọt thì đúng hơn á. Ai biết đâu, chứ bức tranh thẩm mình làm sao. Thì anh cũng chọt giống vậy nè, xíu là xong mà làm xong thấy đẹp lắm nha. Lấy bức tranh nha. Lấy cái sắp hướng dẫn đó nè. Yes. Chanh dễ, trong vòng 10 phút chị phải làm xong cái tấm hình này cho em. Cái gì vậy mày? Chứ gì nữa? Chị là con gái, mấy cái thiêu thùa này chị giỏi. Còn em là con trai nè, phải làm cái việc nặng như là đóng khung. Cái chanh này nó khung sẵn rồi, mình thiêu xong cài thêm lại đóng khung được hoàn thành. Cái này nặng ngọc dữ ha. Giờ chị tính dài, chị sẽ làm cái mình với cái nền, còn Cưng sẽ làm cái đầu con gấu nha. Như vậy, tính ra cái đầu con gấu nó còn mượn hơn mấy cái chi tiết khác luôn á. Dần có làm không? Không. Chị hỏi lại một lần nữa có làm không? Em đã nói là không. Thôi vậy, tôi tự làm chút xíu để mát nhìn. Làm cái đầu đúng không? Đây anh làm đây. Mày cứ giận ta. Đi ok. Với lại ly trà sữa nữa là được rồi. Ủa mà trắng con gáo. Kiếm kỹ lại coi sao mà không có được. Trong bản hướng dẫn màu trắng mà. Sao ngoài không có là sao? Ê đô, bây giờ em vô phòng ngủ của anh Vinh á, tìm một cái gói nữa. Sau đây mất ruột nữa trời. Để tài thế cho chị trắng. Em ra đây mới nghe mình giá vô con mắt. Giờ lại ly trà sữa nè. Ôi, em không dám vô phòng ngủ của anh Vinh đâu. Vô giấu em sợ. Bình thường ai nấu cơm cho mẹ hàng ngày. Thì á, đến bây giờ cần có một xíu chuyện nha, mà làm cũng không được nữa. Mình đi gọi lại. Thêm vô. Gọi thêm đi. À. Thêm đi những gì ngoài á. Tập trung không có được. Trời trời trời, bé ơi, mày nhìn vậy rồi ai theo được quay? Đúng là ngộ đó, tao nhìn được không? Làm đi, nãy giờ em muốn chết luôn, chưa xong chưa ok nè, chưa tiếp coi. Anh được cầm chưa? Thấy đẹp chưa đây? Dạ đẹp. Ủa, nãy giờ thằng Đô làm cái gì cũng tiêu rồi anh Ngáo. Thôi, em chắc cái gì đi, để em đi tìm nó cho. Dạ. Đô ơi, Đô. Vậy đừng có theo nó. Cho cái tóc này nó cong cong lên miếng nè. Hé con mắt ra.
giống hợp ba Hàn Quốc rồi đó. Chị nghĩ cương đừng coi mấy bộ phim Hàn Quốc nữa. Đại hợp ba này muốn coi cái gì là quyền của em. Anyeonghaseyo. Akikinu. Làm lẽ lên đi nè. Chỗ này đẹp đây. Xin mở khung ra đi. Rồi. Đó, xong rồi nè Phương ơi. Rồi để vô khung đi anh Thành. Rồi nè. Những miếng này lại nè. Rồi. Rồi xong chưa anh Thành? Tự cứng. Đó, rồi. Để lên nè. Rồi, khóa lại. Khóa lại đi. Rồi, đó, xong rồi nè. Tính gà con gấu dâu này còn đẹp hơn gấu dâu trên áo em nữa. Anh làm mà sao không đẹp được. Rồi, các bạn coi nè. Con gấu dâu dễ thương ghê chưa? Và các bạn ơi, kênh của anh Vinh cần được 10 triệu người đăng ký rồi. Các bạn nhớ nhấn vào đăng ký, like, chuông để ủng hộ anh Vinh nha. Rồi, mở yêu các bạn. Là xong rồi, giờ đem dưới của em Vinh nè. Ok, đi anh Thắng. Để em đi. Thêm chỉ không Ngọc? Được rồi bé nhà ơi, có nhét chỉ thêm nữa cũng không được đâu. Tôi thấy gì cũng đẹp rồi đó. Các bạn thấy công việc kết chung tụi mình đẹp không? Đây là lần đầu tiên tụi mình làm loại tranh này. Mong các bạn sẽ thích và like nhiều nhiều cho cái clip này của tụi mình nha. Vậy tụi tắt cái gì cho? Để tụi lại cái khung kia cho bạn nè mày. Biết rồi mày ơi. Xong rồi đó Quang. Rồi, bỏ vô khung đi hộ. Cái thằng mặt này hấp tách quá à. Mà mấy miếng kính nó dơ rồi hả? Để chùi lên cái. Vậy mày làm miếng kính đi, để tớ bức tranh vô thử rồi. Ừ. Vừa khích luôn. Xong rồi nè Quang. Rồi, để miếng kính vô. Rồi, để bức tranh vô. Đây nè, đây nè. Tụi tôi làm xong bức tranh rồi nè. Em nhẹ chưa? Sao với em? Bên tao cũng làm xong rồi nè. Đó, thấy sao? Mày để về ông nội tao cũng thấy nữa. Quay qua đây. Nè. Ôi. Đẹp, đẹp lắm. Đẹp hơn nữa bức tranh tao rồi đó. Không có tính khiêm tốn chút xíu đi. Có đẹp được 1/3 bức tranh của mình nè. Anh Vinh có kêu làm mấy cái đề tài tranh giống vậy nè. Chị nhớ nói với anh là mua mấy cái bức nào bự bự cỡ cái tivi á. Chứ mấy bức này nhỏ quá, làm không có đà. Em nghĩ to quá. Có một cái đầu gốc mà nãy giờ gãy hơn chục cái kim. Cái chuyện này mình cũng có thể nói riêng mà. Tự nhiên nói trước camera chị. Cái gì mà gì cho em. Thôi chị mệt cũng quá đây ơi. Chừng nào cái miệng con bình thường lại hay nói chuyện với chị. Còn giờ cái này dễ làm nè, tự xử luôn đi. Dễ thì tự làm thôi chứ có gì đâu. Xong chưa Tiền? Vậy rồi. Cái bức tranh riêng của Tiền mình ở ngoài hành này các bạn ơi. Anh Tiền,
em sao chỉ thôi, nó còn có khuyết điểm nào nữa không? Sao giống đồ như ta? Đâu đâu? Trời trời, nằm u y chi nhau luôn. Diễn ngáp rồi em bước chậm đi đi. Mày khôn quá ha, thiêu thì chậm, tới họ nhà một con xíu chuyện à, mà mày trốn vô phòng ngủ luôn. Giờ có sản phẩm này mày xin. Ê, mấy chị đem bức tranh đã xong rồi kìa, thì mày ra ngoài đi. Để chạy chạy không có lên cửa sổ. Đi lên đi. Anh Vinh ơi, rồi em làm xong rồi. Sao lúc nào tim em cũng chậm trễ chơi vậy? Rồi, khoe tranh ra với camera kìa. Rồi từ từ chấm điểm từng bức nha, để coi có khiếm khuyết gì không. Con này bánh quy uống trà sữa hả? Ok đẹp, không hạng nhất luôn nha các bạn. Để coi, để từ từ. Rồi em với Hoàng anh. Đúng rồi anh. Con này con gì ạ? Con Pikachu. Ê sao anh? Pikachu gò má nó sao mà nọng dữ à? Ô bị lỗi rồi, con này chắc Pikachu bị khuyết tật thì sao á? Rồi chứ gì? Okay. Ôi, thằng bé. Game. Rồi. Rồi em anh ơi. Pikachu. Nè, cái này mới là con Pikachu của người ta nè các bạn, thấy chưa? Ủa? Sao tự nhiên ở dưới háng của nó cái có tay thò lên trên này làm gì đại ca? Cái chân của nó đó anh. Ờ, cái này lỗi rồi, ra ngoài luôn đi. Gấu dâu. Ồ, hai con gấu luôn. Để coi. Ôi đẹp không anh? Cái bức tranh này á là nó đẹp hơn con gấu dâu của em nè. Có hai đứa hạng tư á là do không chịu làm cái gì màu đen cho nên nó không có nổi bật. Cầm. Nice. Yeah, đẹp chứ ghê mà hơi chưa sợ. Mày nói chuyện theo kiểu gì vậy? Hồi sáng tới giờ nói chuyện vậy hoài quá anh Vinh. Nghe khó chịu không chết luôn á. Mới mốt nói chuyện bình thường lại giúp anh cái nha. Yeah. Chạm cho bức tranh vậy. Thôi, từ từ đi. Thường ngày là mấy em quay phim xong cũng có quà mang về nhà rồi. Giờ sẵn nghỉ hè nè. À, cuối tuần này thứ 6, tức là ngày 16 tây tháng 6 đó nha các bạn. Vào cái khung giờ là từ 7 giờ tối tới 9 giờ tối tại quán Mèo Ngố, mình sẽ tổ chức một cái event nhỏ rồi sẽ trao tặng cho 5 bạn fan may mắn nhất nhận được 5 cái bức tranh của team Tony tự làm nha. Hiểu không? Rồi đi về đi. Video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Ê ê, về rồi để chấm lại chứ. Ăn men gì mà đem về nhà cũng gì. Dạ. Đi em.